Hãy subscribe.
nhau dễ thương. Còn khi đôi lúc em thấy nhớ nhà yên tâm anh thương tớ nuôi. Kính trình nam chủ hôn và nữ là chủ hôn nhà gái. Bữa nay là ngày lễ là đính hôn của hai cháu. Thì tôi xin trình nhà trai nhập gia. Người nhà miền Tây đi anh, người nhà miền Tây nha anh. Người nhà miền Tây mai sau anh sẽ xa nhau. Người về trong đêm tân hôn, tìm được thằng cô coi ngô. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Trai con dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Cười giờ miền Tây đi anh, cười giờ miền Tây nha anh. Cười giờ miền Tây mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tân hôn, tìm được thằng thú coi ngô. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Đính hôn của hai cháu thì chủ hôn nhà trai cũng có nhờ tôi là đại diện trình trong cái buổi lễ bữa nay. Thì mỗi cái địa phương cái phong tục khi nghiêng lễ nó có cũng là có khác nhau. Thì cái phong tục ở đây thì tôi cũng chưa có nắm được hiểu. Tôi trình có chi sơ sót nhờ quý ông nhà gái cũng hướng dẫn thêm. Dạ tôi cũng xin mang ơn. Tôi xin đại diện gia đình chủ hôn nhà trai xin kính trình quý ông nội tộc và ngoại tộc. Kính trình nam chủ hôn và nữ là chủ hôn nhà gái, nhà trai và nhà gái, hai nhà kết mối lương duyên cho đôi trẻ. Bữa nay vào ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch năm 2023, cũng nhân dịp ngày tốt, chủ hôn nhà gái có cử hành lễ đính hôn cho con. Đến giờ hành lễ, nhà trai có đi hai chai rượu lễ và sáu mâm phẩm vật, trong đó có bia, trà, bánh và trái cây để trước cúng ông bà quá cố. Sau quý họ nhà gái dùng lễ thảo với chủ hôn nhà trai xin cảm ơn. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Coi như bây giờ tôi cũng thưa với anh, bây giờ nhà gái đốt hương cho cháu hành lễ. Và ngoại tộc kính trình nam chủ hôn và nữ là chủ hôn nhà gái. Bữa nay là ngày lễ đính hôn, là ngày hợp mặt hai họ để ra mắt xu gia cho hai cháu được là nên duyên chồng vợ.
Vậy tôi xin phép quý ông cho cháu được gọi nội ngoại ông bà và cha mẹ. Bữa nay là ngày lễ đính hôn, là ngày hợp mặt hai họ để ra mắt xui gia cho hai cháu được là nên duyên chồng vợ. Vậy tôi xin phép quý bà cho cháu được gọi nội ngoại ông bà và cha mẹ. Xin cảm ơn. Tôi xin đại diện gia đình chủ hôn nhà trai thì xin kính trình quý ông là nội tộc và ngoại tộc, thì cũng kính trình là nam chủ hôn và nữ là chủ hôn nhà gái. Thì bữa nay cũng là ngày lễ đính hôn, thì nhà trai cũng có đi cô dâu một đôi bông và một sợi dây chuyền và một chiếc kiềng và một cặp vòng và một cặp lắc bông và một cặp nhẫn cưới. Thì tổng cộng là một cây chín vàng 24 carat và một chỉ vàng 18 carat, tổng cộng là 2 cây. Và có đi là 30 triệu tiền phụ cổ và 10 triệu tiền sắm đồ cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Gia đình chủ hôn nhà trai xin kính trình quý bà nội tộc và ngoại tộc. Bữa nay là ngày lễ du quy đính hôn của cháu. Thì nhà trai có đi là cô dâu một đôi bông và một sợi dây chuyền và một cái kiềng và một cặp vòng và một cặp lắc vòng và một cặp nhẫn và một cặp nhẫn vàng cưới nữa. Thì tổng cộng là một cây chín vàng 24 carat và một chỉ vàng 18 carat, tổng cộng là 2 cây. Thì nhà trai cũng có đi là 30 triệu tiền phụ cổ và 10 triệu tiền sắm đồ cô dâu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Tình đang tàu nổ đông đàn từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Một vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua. Đến giờ là cho hai cháu ra mắt hai họ. Tôi xin đại diện gia đình chủ hôn nhà trai xin giới thiệu, đây là ông ngoại của chú rể và đây là ông tám của chú rể. Vậy là con bưng rượu mời ông ngoại con. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền, bà em không có anh có. Nó
công đức sanh thành của hai chú và hai thím, hai chú và hai thím tạo hai cháu ra và công nuôi dưỡng là hai cháu trưởng thành. Thì bữa nay là ngày vui của hai cháu là có đôi có bạn, là hai chú thím là nuôi dưỡng và cho cháu trưởng thành. Thì bữa nay là hai cháu cũng là làm đền ơn cha mẹ thì chọn. Thì xin trân trọng kính mời là hai chú hai thím dùng chung vụ để cháu lại công đức sanh thành của hai chú và thím. Anh nên nghĩ đến chuyện cưới em đi nè. Gật đầu đi em, đưa tay đây nhận vàng anh đeo. Đi về nhà anh sẽ dắt em theo. Hôm nay anh dắt em về, ra mắt tia mai dưới quê. Ai cũng khen là em xinh đẹp nhất trong vùng. Em có bằng lòng lên xe bông làm vợ anh không? Tình này trao em, anh hứa yêu em thật lâu. Có nhau trong vòng tay, cuộc đời này đẹp biết mấy. Yêu này luôn nóng cháy ngất ngây như trên trời bay. Và những lời nói đầu tiên, cho phép Tiên Nhi xin được thay mặt cho đại diện chủ hôn họ nhà gái, xin cùng với âm thanh ánh sáng Thanh Sơn xin được gửi đến tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Quý vị thân mến, nếu cuộc đời là một bộ phim thì ai cũng sẽ có những khoảnh khắc và những thước phim cho riêng mình. Đó có thể là thước phim thời thơ ấu, thước phim xây dựng sự nghiệp. Và ngày hôm nay đây, tất cả chúng ta đang cùng nhau có mặt tại đây để chứng kiến và chiêm ngưỡng một thước phim mang tựa đề Hạnh Phúc. Hai nhân vật chính cũng hay là hai người đạo diễn của chúng ta, không ai khác, đó chính là chú rể Duy Lâm cùng với cô dâu Hải Biên. Họ đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều rằng tình yêu là có thật và hôn nhân chính là kết quả cuối cùng cho một tình yêu tuyệt vời như thế. Và ngay bây giờ, không để tất cả quý vị phải chờ lâu hơn nữa, thì như sẽ được mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía con đường tình yêu để cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Duy Lâm cùng với cô dâu Hải Biên. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Hiện diện trên sân khấu ngay giờ phút này đây là cặp đôi hạnh phúc nhất của chúng ta. Và kính thưa quý vị, Biên và Lương thân mến, trước khi buổi lễ bắt đầu thì Tiên Nhi xin được mời hai bạn chúng ta hãy cùng quay lại và ghi nhớ gương mặt của những vị khách mời ngày hôm nay. Đây là những người thân, bạn bè rất quan trọng trong cuộc đời của hai bạn. Họ đã chứng kiến bạn lớn lên, chứng kiến bạn trưởng thành, cũng như là sẻ chia những giây phút rực rỡ nhất và khó khăn nhất của bạn. Và Tiên Nhi tin chắc rằng nếu như không có họ thì sẽ không có Biên và Lương của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tất cả quý vị khách quý đang cùng với Tiên Nhi chứng kiến giây phút mà hai bạn sẽ cùng bước sang trang mới, đó chính là hôn nhân. Và kính thưa quý vị, mời hiện diện trên sân khấu ngay giờ phút này đây, đó chính là cô dâu Hải Biên và chú rể Duy Lương, hai nhân vật chính đang nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị. Xin được ra mắt tất cả quý vị quan khách. Trong cuộc đời của mọi con người chúng ta, tuổi thơ không tự nhiên mà trở thành hai từ bình yên mỗi khi được nhắc đến. Giấc ngủ ngày nhỏ cũng không tự nhiên mà thẳng, tự nhiên mà tròn. Mâm cơm đủ rau đủ thịt, quà vặt đủ bánh đủ trái cũng không phải tự nhiên mà như thế. Chẳng phải là do có người đã thay ta gánh vác cả bầu trời hay sao? Tiếng cha mẹ con đọc thế nào mà cao cao núi mầm bên mông trời. Con đi cho trọn kiếp đời, cũng không đi hết những lời người ru. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị một lần nữa, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía con đường tình yêu để cùng chào đón những người cha và những người mẹ tuyệt vời của cô dâu chú rể. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu quý ông Nguyễn Văn Tiến cùng với phu nhân là quý bà Bùi Thị Hoa là song thân của cô dâu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và chúc mừng. Và kính thưa quý vị, về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, chúng ta
đều và mời lên sân khấu quý ông Lê Văn Dân cùng với phu nhân là quý bà Nguyễn Thị Hà là song thân của chú rể. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và chúc mừng. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu ngay giờ phút này đây đó chính là những nụ cười hạnh phúc thưa quý vị và đại diện chủ hôn họ nhà trai, đại diện chủ hôn họ nhà gái, cô dâu Hoài Biên và chú rể Duy Lương sẽ được cúi đầu ra mắt tất cả quý vị quan khách. Xuân đang đến trong ngày cuối, xin được chúc cho đôi Quy Ngân nửa ấm tình nồng trong năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong một không gian hết sức tuyệt vời và lãng mạn như thế này, thật vui và thật vinh dự khi Tiên Nhi được đồng hành và trở thành một người dẫn chuyện cho một cái chuyện tình yêu mà tin chắc rằng tất cả chúng ta nơi đây ai ai cũng đều yêu mến. Cho phép chúng tôi xin được gọi quý vị ở đây là những người thân, người thương. Bởi vì chúng tôi coi quý vị là gia đình, là ông bà, là cô chú, là anh chị. Và Tiên Nhi đã từng nghe một câu nói rất hay như thế này thưa quý vị: triệu hạt mưa không hạt nào rơi ngầm chỗ, những người ta gặp không một người là ngẫu nhiên. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh hành trình cuộc sống xinh đẹp của chúng tôi. Và ngay bây giờ, đại gia đình chúng tôi xin được cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Công ơn cha mẹ bao la vô tận. Và ngay giờ phút này đây, đôi Quy Ngân hạnh phúc của chúng ta sẽ cùng nhau dâng lên song thân những ly rượu ấm nồng để đền đáp công ơn sinh thành và giáo dưỡng. Xin ta xa gần, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người với sóng thay nào biết cho đừng buồn. Cho nhau xin được chúc tình thông gia hai bên gia đình đã thân lại càng thân hơn. Và ngay bây giờ sẽ là những giây phút dành riêng cho cặp đôi hạnh phúc của chúng ta. Xin được mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng tiến về phía tháp rượu để cùng thực hiện nghi thức khai rượu tình yêu. Hình ảnh của cô dâu chú rể đang tay trong tay cùng nhau rót đầy những ly rượu ngập tràn hạnh phúc cũng như đang xây dựng hạnh phúc cho đời mình. Và họ đang thảm trao cho nhau một thông điệp: tình yêu mà cả hai dành cho nhau luôn đông đầy, không bao giờ vơi cạn. Vâng, kính thưa quý vị, chiếc bánh cưới trên sân khấu đang tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào, sắc sắc, thủy chung. Xin được mời quý vị chúng ta cùng ngắm nhìn một bức tranh hết sức tuyệt vời. Quý vị mong chờ nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay đó chính là cô dâu chú rể sẽ cùng nhau trao cho nhau một nụ hôn thật là ngọt ngào trên sân khấu. Và trước khi nụ hôn trên sân khấu diễn ra thì cho phép Tiên Nhi được hỏi chú rể một câu là cô dâu và chú rể có một khoảng thời gian quen nhau và yêu nhau là bao nhiêu lâu rồi ạ? Một năm ạ. Một năm, một khoảng thời gian vừa đủ dài. Mấy anh, mấy bạn chứ nói xạo là đúng một năm chưa ạ? Chưa được một năm đúng không ạ? Vậy là cụ thể là bao lâu ạ? Ba tháng. Ba tháng à? Wow, trời. Chú rể của chúng ta ăn gian tới tận 9 tháng thôi quý vị. Rồi vậy thì bây giờ cho hỏi thêm một câu nữa. Giữa cô dâu với lại chú rể á, thì ai là cái người nói nhiều hơn vậy? Dạ như nhau ạ. À. Nhưng mà phải có một người nói nhiều hơn. Dạ em ạ. À. Em đúng không ạ? À? Vậy là chú rể nói nhiều hơn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ để cho cái người nói ít hơn nói một câu dành tặng cho người chồng thân thương của mình. Và người ta thường nói quý vị, những người nói ít người ta không nói thì thôi nha, mà nói câu nào là đáng đồng tiền bắt dạ câu đó. Bây giờ cô dâu xinh đẹp ơi, bạn muốn nói, bạn muốn nói một câu gì dành cho chú rể ạ? Bây giờ quý vị, nếu mà nói về tặng cho chồng yêu của em á thì chỉ nói là cảm ơn chồng yêu rất nhiều và rất là yêu anh. Anh rất yêu.
trai, mà nếu như bạn hôn môi thì là một trai một gái. Anh sẽ dành tặng nụ hôn với vị trí nào trên gương mặt của người vợ xinh đẹp của mình đây ạ? Dạ em hôn môi ạ. Hôn môi, một trai một gái trai bên đồng áp, bạn có đồng ý không ạ? Vâng, xin được mời cô giáo chú để cùng quay mặt về phía nhau và chuẩn bị thực hiện một nụ hôn thật là ngọt ngào cho sân khấu nha. 2, 3 hôn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
mà bây giờ mình cũng bật mí với mọi người mà nha. Người ta tặng nhẫn để mà cầu hôn, còn chồng mình á là tặng vòng để cầu hôn nha mọi người. Vậy thì ngày hôm nay tất cả quý vị khách quý nơi đây đang rất là mong đợi là cái cảnh tượng mà chú để tôi quỳ đó, chú nói là em ơi làm vợ anh nhé để coi là nó ra làm sao. Thôi bây giờ tôi được mời chú để sẽ quỳ gói sẽ ngay tại đây và cầu hôn cô dâu để tất cả những người thân bạn bè của chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng giây phút vô cùng hạnh phúc này nha. Xin được mời hai bạn. Em làm vợ anh nha. Vỗ tay quý vị ơi. Nhanh quá, nhanh quá. Chuyện trăm năm đã được tỉnh tại nơi đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian quý giá của mình để cùng nhau đến đây chứng kiến giây phút mà Hoài Biên và Duy Lân được gả cho nhau. Và ngay giây phút này đây, dưới tất cả những sự chứng giám thiêng liêng của gia đình, người thân và bạn bè, Tiên Nhi xin được tuyên bố chú rể Duy Lân cùng với cô dâu Hoài Biên đã chính thức trở thành vợ chồng. Là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù hề giao mái, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra. Được nhìn em luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Em ơi nói nghe nè, người quê mình chân chất đừng nhà cứ đi bằng chân đất không sao. Trưởng đàn thân nhất lũ nhóc mang bên giống qua đèn cần tất lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ, ba con lối sớm hộp ba em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, dậy đi, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Một mình lần xe qua tới cho sẵn nàng cô ba cũng trúng mấy mùa tôm, mùa đất xây thêm nhà cất từng thông gia. Vui tai cái tát lì quay, mỗi độ xuân về bóng lá lá ta. Anh nhớ cô bạn cô bạn, lấy chồng biệt xa, cất về thăm nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhắc nhéo cầu thế, anh hát câu nhẹ anh cầu nghe. Quê rước má lên liền, ngày mai đám cưới ai rước dâu bằng xuồng ba lá, lối xóm qua chung niềm vui, hai đứa mình đẹp mối duyên hồng. Bằng lòng đi em. Những trai làng anh không tự hào qua, nhất gái quê em khoe cát con nhà, tròn đôi tóm nàng là bóng người trắng, tròn đôi chân chàng mổ đen rất là, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất cái làng trong con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng bóng đám cưới lấy rai, trai giết bò dê còn gái giết cái lợn gà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, cháu đề bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên.
bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Hôm nay mình cũng ăn như ba lần. Còn cái nhớ thì coi như để nấu là phải ông bà để người bán cố như là nãy giờ đi đó. Rồi thứ hai thì đây ông bà với những người ở miền Tây. Còn thứ ba thì đã từ công ơn cha mẹ thân thần. Rồi nói là coi như cũng cảm ơn với bạn bè anh em để lớn này để có thể khổ với cháu. Chưa tìm được người nắm tay, còn tìm em trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người yêu, để đêm về lòng thôi buồn thiêu. Rốt ngày đẹp trời duyên lành cũng tới, vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ở bên đời. Nhanh
cảm ơn dâu dâu rất là dễ lắm, dâu dâu rất là dễ lắm. Quan công đến đây để chúc mừng các cháu. Rồi con thống nhất rồi, chào các anh chị quý vị ơi. Xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chứ ai, ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái để cho anh thấy vui, trọn đời ở bên anh nhé. Cầm tay để dìu em